Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube của tất cả các anh em. Ở sáng hôm nay là ngày thứ năm, mình cũng đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan để cập nhật những cái thông tin khá là nóng luôn quý vị. Có thể nói bây giờ cái câu chuyện mà chị Ni của chúng ta đã được vinh oan tại Malaysia, và nhiều người đang mong chờ khoảnh khắc chị Ni khi nào sẽ về Việt Nam, và rất đông khán giả sẽ quan tâm theo dõi cái lịch trình, cái chuyến bay của chị Ni, liệu là chị có ở về trước lễ 2 tháng 9 hay không, cũng là một câu hỏi khá là tò mò đối với rất là nhiều người. Khi mà tối hôm qua mấy anh em tụi mình quay trước nhà chị Hồng Loan thì lúc mà ngồi bán hàng, chị Hồng Loan cảm thấy rất là vui vẻ ha. Sau khi mà những cái thông tin nhận tin vui từ Malaysia, chị Ni chúng ta đã được minh oan và trong sạch hoàn toàn quý vị. Trên trang của Master Quốc Thanh thì cũng có một cái bài viết rất đáng chú ý ha. Từ sau cơn mưa trời lại sáng, mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. Một cái bài viết cũng khá là hay của Master. Ở nhiều người người ta nói là chú Vũ Linh thiên thật, vì mà qua một drama từ một người không ai biết tới thành một idol có 1 triệu trái tim như Ni và Hồng Loan. Con hoa hậu thì lộ nguyên hình thành mắm thúi bi ôm, bị người đời phải bịt mũi, còn nghệ sĩ u tối thì thành thằng hèn nấp dưới váy hít hà kiếm ăn đó. Nhiều người cũng nói là qua cái drama này mới thấy câu trả lời trời hại thì chết, người hại thì không chết là đúng. Thật sự rất là chính xác quý vị đó. Thật sự là má Tư cũng lên chia vui sau khi mà có thông tin chuyện này chúng ta đã an toàn bình an trở về quý vị. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ là chắc một hai hôm tới thì rất nhiều anh em YouTube sẽ theo dõi cái lịch trình chuyến bay từ Malaysia để xem thử là chị Ni khi nào sẽ về Việt Nam. Liệu chị Ni có thể về trước lễ 2 tháng 9 để ăn lễ cùng với Hồng Loan, hay là chị về sau 2 tháng 9 thì để cũng kịp dự cái phiên tòa quý vị. Thì trong tháng 9 này cái phiên tòa xét xử vụ đồng sở hữu căn nhà số 5 cũng như là cái vụ sao kê cũng sẽ đưa ra xử lý ha. Nhiều người bày tỏ cái thế hệ là bày tỏ cái cảm xúc của mình là ủng hộ Hồng Ni, Má Tư 14 ngày đêm, bây giờ chiến thắng toàn tập luôn, mừng chảy nước mắt luôn. Đó thực sự là rất nhiều người ngóng chờ những cái tin tức của chị Ni. Nhiều người nói là ở hiền thì gặp lành đó Má Tư, bởi người ta nói trời hại thì mới chết thôi, chỉ có nghiệp quật thôi. Thật sự là nhiều người cũng tin là chị Ni lúc nào cũng được ông trời che chở, tin vào luật nhân quả, tin vào đức hạnh của chị Ni, ở hiền sẽ gặp lành đó, giúp chị Ni vượt qua cái cơn hoạn nạn này. Thì buổi sáng hôm nay cũng cập nhật những cái thông tin khá là nóng luôn quý vị. Nghe chưa, mọi người nghe chị Ni nói gì chưa? Chị sẽ không khóc cùng út móm đâu, nhưng mà chị sẽ làm cho những kẻ mà làm cho em khóc sẽ khóc nha. Đó, thực sự là chị Ni nói ít làm nhiều quý vị. Bởi vậy mọi người cũng biết cái lý do mà tại sao mà cái lũ kênh cái đám bên kia nó đang thực sự lo lắng, lo sốt chổng vó khi mà nghe tin chị Ni về Việt Nam đó mọi người. Ngay từ cả thằng thám tử lùng bộ ba Tam Sơn cũng như là con tuyền nổ nữa, và ngay cả cặp vợ chồng hai bóng luôn quý vị. Đó, chị Ni của chúng ta là nói ít làm nhiều đó. Mọi chuyện là chúng ta giải quyết là kiểu như là không phải đấu võ mồm như tụi nó nữa đâu, và mọi việc là phải được xử lý từng em một. Bây giờ sau khi mà chị Ni về Việt Nam xong là đã có danh sách rồi, đã có danh sách đen của cái đám bên kia rồi, ngay cả từ thằng thám tử lùng rồi bộ ba Tam Sơn rồi con tuyền nổ sẽ được liệt kê, rồi được cơ quan công an người ta xác minh, người ta sẽ mời nó làm việc nha. Đó, thực sự là tụi nó đang mất ăn mất ngủ luôn quý vị.
Bởi vậy nên cái câu chuyện mà chị Ni về Việt Nam thì cũng đã khiến cho mẹ con của cô Xích cũng cảm thấy rất là lo sợ luôn quý vị, thực sự là phải lo sợ đó nha. Có thể nói là thực sự là chị Ni về thì hai mẹ con của cô cháu gái này cảm thấy cũng rất là lo lắng khi mà cái câu chuyện kiện vụ đòi danh nhà cho ở nhờ cũng như là cái câu chuyện sau kia. Sau khi mà chị Ni về, khi mà nó lập danh sách xử lý cả tất cả các cái bọn mà lên vu khống xúc phạm chị Ni xong, chị Ni cũng sẽ tiến hành xử lý với hai mẹ con của cô Xích. Có thể nói là câu chuyện sao kê và vụ đòi nhà cho ở nhờ đã diễn ra hơn một năm nay. Và bữa đây là cũng là thời điểm cuối tháng 8 rồi, thì khi mà trong tháng 9 mình nghĩ là chắc cũng sau lễ Quốc Khánh thì chị Ni sẽ về tới Việt Nam. Và mẹ con của cô cháu gái sẽ thật sự cảm thấy rất là lo lắng. Trước đó những cái thông tin mà cách đây 2 tuần khi mà chị Ni gặp nạn tại bên phía Malaysia thì mẹ con của họ thì nói là lên cảm thấy rất là vui sướng hả hê ha, và nghĩ là bên phía Hồng Loan giống như là rắn mất đầu. Thì rõ ràng là hai mẹ con của họ rất sợ chị Ni mọi người. Chị Ni là một người bản lĩnh, có sự cương trực cũng như là có cái lý lẽ để mà chống chọi với hai mẹ con cô cháu gái. Trong khi đó thì Hồng Loan quá hiền. Và tối hôm nay thì cũng đã ghé thăm chỗ nhà chị Hồng Loan và thấy chị Loan cũng cảm thấy rất là vui luôn sau khi mà nhận tin được chị Ni đang an toàn, được minh an rồi quý vị. Có thể nói là hiện tại cho đến thời điểm hiện tại, sau khi mà cái câu chuyện mà giành được bản quyền BH thì bên phía con ve nó vẫn tiếp tục treo hình của cậu Năm nha quý vị. Lúc nào nó cũng gọi là gia đình hết quý vị. Nhiều người cũng đang mong chờ trong tháng 9 này. Nhiều người khán giả cũng thắc mắc đó là tháng 9 tới có phải là xử cái vụ đồng sở hữu và sao kê phải không mọi người? Đó, thực sự là nhiều người cũng đang rất quan tâm, không biết là cái câu chuyện nó diễn ra tới đâu rồi. Khi mà trước đây nó tưởng đâu là tất cả các khán giả cộng đồng mạng đều quan tâm đến vụ của cặp vợ chồng Lê Lê. Tuy nhiên là bên phía luật sư Tiến Ngọc cũng như là chị Loan cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng nha. Đó, những cái hôm mà mấy anh em tụi mình tới nhà quay thì thấy luật sư Tiến Ngọc cũng thường xuyên lui tới để trao đổi với chị Hồng Loan. Mọi người yên tâm đi, chuyện gì ra chuyện đó, chuyện chị Ni thì ra chuyện chị Ni, chuyện của bông hậu ra chuyện bông hậu, mà chuyện sao kê thì ra chuyện sao kê nha. Đó, nhiều người cũng khịa con ve nó là nó trong cái show mà 30 tháng 8 này nó mà nó lên nó kêu gọi khán giả thì nó phải hát những cái bài là Thương Hoài hay tiếng sao kê, 20 năm tình đẹp mùa sao kê, những chuyến xe bắt đầu mùa sao kê và mùa sao kê nở. Nó thực sự khán giả người ta cũng trí tưởng tượng cũng khá là từ phong phú đúng không? Nó cũng khịa con ve nói là hát những cái bài liên quan tới sao kê thì khán giả mới tới đông. Cũng trên trang của dì nội quý vị nói những khi mà có cái thông tin vui, dì nội update cái thông tin liên tục. Dì nội cũng vừa đăng một cái status như vậy: đêm nay cả nhà chúng ta yên tâm ngủ ngon chưa nè, nhớ nằm mơ thấy Hồng Ni xinh đẹp, ôm hôn cả gia đình chúng ta nhé. Thực sự là nhiều người vẫn chưa tin. Ở nhiều khán giả hỏi là chị ơi khi nào thấy chị Ni lúc đó mới yên tâm. Ở thì dì nội cũng nói là yên tâm đi, Ni về rồi. Đó, nhiều người cũng thật sự là chỉ nghe thôi, người ta gọi là trăm nghe không bằng một thấy mọi người. Khi nào mà thấy chị Ni trên sóng livestream, thấy chị Ni đăng status thì mới khẳng định chắc chắn là 100% là chị Ni của chúng ta được minh oan. Nhưng mà đa số từ những người trong cuộc, những đứa em của chị Ni cùng với dì nụ và Trương Bảo Xuyên lên tiếng thì khả năng nó lên tới 99% quý vị. Và bây giờ thực sự là team vì yêu thương mà đến, bên phía các anh em YouTube, bên phía Chính Nghĩa cũng đang chờ đón cái khoảnh khắc, mong chờ cái lịch trình chuyến bay từ Malaysia về để đón chị Ni. Lần này không phải như lần trước đâu, lần trước là bị bên kia nó đưa một cái chuyến bay giả, nhưng mà thực sự nếu lần này chị Ni về thì sẽ là một ngày vui vui rất là lớn bên phía team của Hồng Loan. Nếu mà chị Ni về thì Hồng Loan sẽ mở tiệc ăn mừng lớn quý vị ơi. Và bây giờ thực sự nếu mà chị Ni live team một phát là đùng bùng nổ luôn, coi như là chấn động luôn, coi như là tụi nó bây giờ là mất ăn mất ngủ luôn đó, chứ không có sung sướng gì đâu. Thực sự là nó lên nó nói như vậy là nó để tự trấn an đó thôi, chứ còn cái câu chuyện mà chị Ni của chúng ta đã được an toàn và được minh oan trong cái phiên tòa vừa rồi thì là khả năng là tới 99%. Bây giờ chỉ cần chị lên tiếng hoặc là chị livestream thôi, dù gì người ta vẫn nói là trăm nghe không bằng một thấy đúng không quý vị.